Xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel tô vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu cho các bạn một bức tranh, đó chính là một chiếc xe ben, xe tải ben và đang đổ nguyên vật liệu. Thì chúng ta cùng nhau đi vào cái video ngày hôm nay của mình nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Mình sử dụng cái màu vàng và màu cam để tô màu cho cái chiếc xe này, và một chút màu xám để tô màu bánh xe. Thì chúng ta cùng nhau đi vào cái nội dung chính của ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một chút màu vàng để tô màu cho cái nền của cái xe ben này. Cái thùng ben này mình cũng sử dụng màu vàng để làm nền cho cái ben này, cái thùng xe ben này. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu cam để đánh bóng cho cái phần và tô điểm thêm cái phần xe này. Cái muỗng à? Cho nó là cái phễu. Có rất nhiều cái tên gọi khác nhau. Thêm được một câu nữa. Màu sắc thì chiếc phễu như thế này thì nó cũng có khá nhiều màu sắc. Đây mình sẽ tô màu vàng cam nhé. Cái cánh này cũng là chiếc nước ngoài thôi. Mình cầm một chiếc phễu màu xanh. Còn nếu không thích
thì mình có thể chọn phân loại màu khác nha. Nó có rất là nhiều phân loại màu khác nhau mọi người. Có thể có nhiều nhiều của mình, chú canh ca gì mình đồ dùng này thì các bạn có thể mua ở ngoài chợ nha. Ở những nơi người ta bán đồ nhựa này, đồ gia dụng này. Không thì các bạn có thể lên Shopee. Mình sử dụng màu xám để tô màu cho chiếc bánh xe này nhé. Và video tô màu cho chiếc xe Ben này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Các bạn nhớ like, subscribe cho kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào.